Thêm một đàn em thân tín nhất của Khá Bảnh vướng vòng lao lý. Khá Bảnh và những người đàn em của anh ta đa phần có tính cách giống nhau, đó là thích giúp người nhưng lại dại dột bồng bột, hiểu biết pháp luật hạn hẹp và có tính cách nóng nảy. Chúng ta từng nghe Tùng Dương, Duy Linh ra tay xử lý côn đồ giữa đường, từng biết Khá Bảnh cùng Huấn Hoa Hồng đi làm từ thiện, nhưng lại càng không lạ khi thấy các anh em, các đàn em của Khá Bảnh liên tục vướng vòng lao lý, hết Tùng Dương, Mạnh Dũng và giờ là một người đàn em thân tín khác của Khá Bảnh, người đã khóc như mưa khi phải chia tay Khá Bảnh về quê Yên Bái cưới vợ. Không biết anh ta đã vi phạm hay liên quan tới tội trạng nào, nhưng theo như những bài đăng trên trang cá nhân của Khởi Candy hay Tùng Dương thì Linh Khèo đã chính thức nhập kho. Tùng Dương viết: "Bạn à, cố lên, mai là ngày bạn phải xa gia đình, xa anh em, đến một nơi mới, một nơi mà bạn không quen ai. Bạn cố gắng cải tạo tốt, tôi thức để đi lên với bạn, nhưng lại còn bố tôi. Tôi hụt hẫng thương bạn thực sự, thương bạn thương người quân tử, cố lên bạn nhé." Còn Khởi Candy thì chia sẻ rằng: "Dù có thế nào thì anh vẫn mãi là một thành viên trong gia đình, cuộc sống có đảo lộn thì tình cảm anh em ta vẫn thế. Anh hãy cố gắng, cuộc sống có lúc này lúc kia, nhưng con người ai như thế nào thì đến thời điểm sẽ tự phanh phui ra. 7 năm sẽ nhanh thôi anh, mong anh cải tạo tốt, anh Linh." Như vậy theo status của Khởi Candy, Linh Khèo sẽ phải chịu án phạt 7 năm, một con số không hề nhỏ cho một hành vi sai trái. Rất có thể ngày về của Linh Khèo cũng chính là ngày mà Khá Bảnh trả đủ cái giá 10 năm 6 tháng của mình.